kỳ trước, tại Nepal có thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra làm tỳ ni, mẹ Maya là hoàng hậu nước Thích Ca. Cây vô ưu hoa nở ngang vui chào đón bất vi nhân xuống cõi trần, cứu nhân loại bằng tình thương trí tuệ đạo đức bình an. Vì yêu nước rèn tài đức thương muôn dân, không vướng bận chuyện gia đình, rào cửa thành thấy nhân sinh khổ lầm than, Tất Đạt Đa có ngài vàng. Đi xuất gia 29 tuổi 6 năm tu, ngộ chân lý chứng niết bàn, 45 năm truyền pháp luân chấm dứt khổ đau nhân sinh. Đức Phật bậc thầy trời người, Đức Phật bậc thầy muôn loài, Đức Phật bậc thầy vĩ đại, chân lý Phật như vầng thái dương tỏa chiếu. Nương tựa Đức Phật con sống đời an vui. Khắp năm châu nương ân Đức Phật Thích Ca, sống hân hoan cảnh thái bình, không sân si xin tu trì gieo từ bi, dẫn thù hận hết chiến tranh. Rằm tháng tư con về chùa mừng đàn xanh, tâm Phật thân cầu phúc lành, mong nhân loại theo đạo vàng khắp nơi hạnh phúc ngập tràn. Xin đánh lễ